Rồi cho như Mỹ chào các bạn ngày hôm nay như Mỹ nuôi chừng hạ mấy cái sòi này các bạn. Đó, để mình chút rồi đó. Này đứng dưới mà ai đó không à, không có leo không à. Mà này sẽ phá vườn. Đó, rồi các bạn ơi, một cây. Cái trời này ba độc các bạn, lên là ba độc. Đó, đây là ba độc. Bây giờ chủ yếu là hạ xuống lấy củi không các bạn, không có dụng gì nữa. Trường đã thay củi xong một cây rồi, chút đợi trời chút trường nó lại hạ cái này mình tiếp nha. Rồi hạ thêm cây thứ hai đó nha các bạn, đứng dưới đất là quất luôn. Rồi đã xong cây nữa. Trường cho cái xài này là một gốc mà ba đọt nha bạn, ba chồi á, nó lên ba nhánh, bây giờ hai nhánh còn nhánh nữa, còn cây nữa đây nè, đây à. YouTuber Phi đang dọn tiếp cái trường các bạn, dọn ba cây cho nó thấy. Mm-hmm.
lần đây lên các bạn, lên buộc dây lên xuống hạ góc cái xài nè, xài nó nghiêng bên kia, bắt buộc nó lên buộc. Thiết luôn. Nhả bạn ơi, kéo ngã ngang. Quá hay luôn, ngay điểm ngay tâm luôn. Oh.